Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 6 ngày 24 tháng 4. Và bây giờ như thường lệ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đẩy mạnh biên soạn thẩm định tài liệu giáo dục địa phương lớp 1. Huyện Kim Động hỗ trợ trên 23 tấn gạo cho hộ nghèo bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. Các nhà hàng quán ăn mở cửa trở lại sau thời gian cách ly xã hội. Làng nghề tái chế nhựa Phan Bôi, xã Dị Sử, huyện Mỹ Hào bị cấm nhưng vẫn hoạt động. Ông Đào Phạm Tĩnh, trạm trưởng trạm y tế Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ hết lòng vì công việc. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn số 940 về tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh phổ thông, giáo dục thường xuyên đi học trở lại. Kính gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 656 ngày 23 tháng 4 năm 2020 về việc đề xuất cho học sinh đi học trở lại, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. Nhất trí tổ chức cho trẻ em, học sinh trên địa bàn tỉnh đi học trở lại. Cụ thể, học sinh từ lớp 5 trở lên đi học trở lại từ ngày 27 tháng 4 năm 2020. Học sinh từ lớp 1 đến lớp 4 đi học trở lại từ ngày 4 tháng 5 năm 2020. Trẻ mầm non 5 tuổi đi học trở lại từ ngày 11 tháng 5 năm 2020. Các nhóm lớp mầm non còn lại, căn cứ tình hình dịch bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có thông báo sau. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng chống dịch bệnh và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về các điều kiện an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 trong trường học. Trong đó đặc biệt lưu ý thực hiện các nội dung: phải đảm bảo tuyệt đối an toàn, chú đáo cho học sinh khi trở lại trường học, thực hiện đeo khẩu trang theo quy định, tổ chức phun khử trùng tiêu độc, tổng vệ sinh trường lớp trước khi học sinh đến trường và định kỳ trong thời gian tổ chức dạy học. Bố trí nước rửa tay, xà phòng, nước sát khuẩn cho học sinh, giáo viên, thực hiện chia ca, chia lớp, giảm, giãn số học sinh trong phòng học, đảm bảo không quá 30 học sinh một phòng học. Bố trí lệch chỗ ngồi để đảm bảo khoảng cách an toàn, các hoạt động sinh hoạt tập thể đảm bảo không tập trung đông người theo quy định. Tổ chức dạy và học có trọng tâm, trọng điểm, thực hiện việc rút gọn chương trình đào tạo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiếp tục phát huy học trực tuyến, học qua truyền hình, tạm thời chưa bố trí ăn bán trú. Giao Sở Y tế tiếp tục cử cán bộ y tế cấp xã trực thường xuyên trong suốt thời gian học sinh học tập tại trường để hướng dẫn công tác phòng dịch và theo dõi kiểm tra sức khỏe học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, phát hiện kịp thời các trường hợp có dấu hiệu ho, sốt, khó thở để yêu cầu không đến trường và đến ngay cơ sở y tế để được khám bệnh và điều trị kịp thời. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm chỉ đạo thường xuyên kiểm tra việc đảm bảo an toàn dịch bệnh tại các trường học trên địa bàn. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh, chủ trì hội nghị biên soạn thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hưng Yên. Tài liệu nhằm trang bị cho học sinh những hiểu biết về nơi sinh sống, bồi dưỡng cho học sinh tình yêu, ý thức tìm hiểu về di tích lịch sử, cảnh quan của Hưng Yên. Tài liệu giáo dục địa phương được cụ thể thành 6 chủ đề gồm cảnh quan quê hương em, ngành nghề di tích lịch sử Hưng Yên, bảo vệ môi trường nơi em sống, trò chơi của em, sinh hoạt hè ở địa phương em. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng ghi nhận sự cố gắng của các thành viên ban chỉ đạo và tổ tư vấn đã có nhiều đóng góp, góp ý cho tài liệu giáo dục địa phương. Để tài liệu giáo dục địa phương đạt chất lượng tốt nhất, đồng chí đề nghị tổ tư vấn cần điều chỉnh lại khung chương trình, các nội dung trong tài liệu nên thiết kế logic với nhau và phải thể hiện rõ đặc điểm riêng biệt của tỉnh Hưng Yên, văn phong phải trong sáng, chính xác, ngắn gọn, đơn giản, dễ hiểu và phải chuẩn mực về lịch sử. Chương trình không được nặng về kiến thức, hình ảnh phải đẹp tiêu biểu để khơi dậy ý chí, niềm đam mê khám phá của học sinh. Để hoàn thiện tài liệu theo đúng kế hoạch đề ra, các thành viên ban chỉ đạo cần phát huy tinh thần trách nhiệm, bổ sung nội dung phải tiêu biểu, có chọn lọc, có tính giáo dục cao.
đồng thời giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo sớm tổ chức lại cuộc họp giữa tổ tư vấn với ban biên soạn và giáo viên để thực hiện sự nhất quán trước khi báo cáo ban chỉ đạo. Ngày 23 tháng 4, huyện Kim Động đã tổ chức trao hỗ trợ trên 23 tấn gạo cho hộ nghèo chống dịch COVID-19. Hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19 của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc vận động toàn dân ủng hộ gạo hỗ trợ hộ nghèo trong phòng chống dịch COVID-19, huyện Kim Động đã trao hỗ trợ gạo cho 750 hộ nghèo, mỗi hộ 30 kg. Nguồn gạo là do các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm ủng hộ. Đây là việc làm ý nghĩa, kịp thời thể hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp các hộ nghèo có thêm nguồn lực phòng chống dịch COVID-19, vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống COVID-19, nhiều đơn vị tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã tích cực ủng hộ tiền, hiện vật với tổng trị giá trên 1,3 tỷ đồng, góp phần tham gia vào công tác phòng chống dịch. Hiện toàn thành phố đã quyên góp được trên 500 triệu đồng tiền mặt, cùng nhiều nhu yếu phẩm như khẩu trang, máy đo thân nhiệt, quần áo bảo hộ, gạo, với tổng trị giá trên 800 triệu đồng. Nhiều tổ chức cá nhân đã tham gia hưởng ứng tích cực, tiêu biểu là ông Nguyễn Thành Thắng ở xã Bảo Khê ủng hộ 5 tấn gạo, xã Liên Phương ủng hộ gần 100 triệu đồng, xã Hồng Nam ủng hộ trên 88 triệu đồng. Hiện thành phố Hưng Yên đang tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức để kêu gọi người dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ lập 6 điểm tiếp nhận sự đóng góp của nhân dân tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thị trấn và 5 trên 5 thôn. Hoạt động này đã thu hút đông đảo người dân, doanh nghiệp tham gia, người có nhiều góp nhiều, người có ít góp ít. Đến nay, nhân dân địa phương đã đóng góp trên 160 triệu đồng tiền mặt và 3,3 tấn gạo. Trong đó, phần lớn số gạo đã được tặng cho khu cách ly tại Trung tâm Y tế huyện và gia đình chính sách, các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Hiện tại, thị trấn Yên Mỹ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để phong trào ủng hộ, phòng chống dịch bệnh COVID-19 lan tỏa trong cộng đồng. Sau nhiều ngày đóng cửa, tạm dừng kinh doanh, thực hiện lệnh giãn cách xã hội, hiện nhiều chủ quán ăn, nhà hàng trên địa bàn tỉnh ta đã bắt đầu hoạt động trở lại, nhưng vẫn chủ động đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch. Theo đó, các cửa hàng kinh doanh đã được phép hoạt động trở lại từ 0 giờ ngày 23 tháng 4. Tuy nhiên, theo ghi nhận thì việc giữ khoảng cách và tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 cũng được các cửa hàng dịch vụ kinh doanh đặt lên hàng đầu. Bên cạnh việc vệ sinh đồ đạc các dụng cụ để phục vụ việc kinh doanh tại thành phố Hưng Yên, một số cửa hàng cũng đã có những cách bố trí bàn ghế cũng như giảm số lượng bàn ghế để phục vụ khách hàng ăn uống. Hôm nay quán mới quyết định mở cửa hàng. Và khi mở ra thì quán có sự chuẩn bị rất là chu đáo, ví dụ như là mua thêm bàn ghế và khu rửa tay trước khi vào quán, có xà phòng và nước khử khuẩn. Khi mà khách vào thì mình sẽ bố trí để khách ngồi khoảng cách nhau giữa khoảng 1 mét rưỡi đến 2 mét. Cửa hàng kinh doanh cơm văn phòng của anh Chu Văn Thắng ở đường Phó Đức Chính, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào thực hiện đóng cửa từ mùng 1 tháng 4. Khi nghe thông báo được mở cửa trở lại, anh đã cùng nhân viên dọn dẹp lại quán để đón khách. Cửa hàng đã trang bị nước rửa tay, đo thân nhiệt để đảm bảo phòng dịch. Do mọi người cũng hạn chế ra ngoài nên ngay trong ngày đầu tiên được mở cửa trở lại, số lượng khách cũng không nhiều. Nhà em thì đang chuẩn bị dọn dẹp lại nhà cửa, nó cũng đi lại hoạt động bình thường nhưng vẫn giữ về công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, và thứ hai là cả phòng chống dịch, nhưng mà cũng yêu cầu khách hàng rửa tay và ngồi khoảng cách giữ an toàn. Khách ở quán thì nó cũng không quá 20 người. Để kiểm soát dịch COVID-19 và chung sống an toàn thì mỗi người dân và đặc biệt là các chủ cửa hàng kinh doanh dịch vụ phải tự giác thực hiện nghiêm túc các biện pháp và yêu cầu phòng dịch chung của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn những diễn biến khó lường, tại chợ đầu mối xã Đông Tảo, huyện Khoái Châu, Ban Quản lý chợ cũng vẫn triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, hướng dẫn tiểu thương thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Chợ đầu mối Đông Tảo kinh doanh các mặt hàng chủ yếu là nông sản như rau củ quả với hàng trăm gian hàng của các tiểu thương, mỗi ngày có từ 500 đến 700 lượt người mua bán tại chợ. Tuy nhiên, so với trước kia, hoạt động mua bán những ngày này giảm từ 60 đến 70%. Để đảm bảo hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, Ban Quản lý chợ thường xuyên nhắc nhở tuyên truyền người dân khi đến chợ phải đeo khẩu trang, tiến hành đo thân nhiệt thường xuyên tại các chốt trực. Ban Quản lý chợ đã có những
có vẻ là tuyên truyền thường xuyên dán các ba lô áp phích ở các cổng ra vào, đo thân nhiệt và nước xử khuẩn các cái tiểu thương đến chợ để đảm bảo cái chống các cái nguồn lây nhiễm từ các địa phương khác đến địa phương của Đông Tảo. Để nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh, bên cạnh sự nỗ lực của địa phương và ban quản lý chợ, sự phối hợp ý thức phòng dịch của các tiểu thương và người dân cũng là yếu tố quan trọng, qua đó góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan chéo trong cộng đồng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Nhằm nâng cao giá trị, phát triển bền vững, tạo uy tín, sức cạnh tranh trên thị trường, các vùng trồng nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang tích cực áp dụng kỹ thuật chăm sóc nhãn, bảo đảm an toàn sinh học theo quy trình Việt Gáp. Vụ nhãn năm nay là năm thứ 7 gia đình anh Bùi Xuân Sử ở xã Hồng Nam chăm sóc nhãn theo quy trình Việt Gáp. Nhờ làm chủ kỹ thuật nên nhãn năm trước, trong khi nhiều vườn nhãn ra hoa thấp, thậm chí có hộ mất trắng, thì vườn nhãn rộng trên 1,2 mẫu của anh vẫn đơm hoa kết trái với tỷ lệ hơn 90%, cho thu trên 12 tấn quả. Nhờ chăm sóc theo quy trình Việt Gáp, chất lượng nhãn thơm ngon, thị trường tiêu thụ thuận lợi với giá bán từ 35.000 đến 50.000 đồng 1 kg. Trừ chi phí, gia đình anh lãi gần 200 triệu đồng. Nhận thấy hiệu quả kinh tế đem lại vụ nhãn năm nay, gia đình anh tiếp tục mở rộng diện tích lên 3 mẫu. Làm theo hướng Việt Gáp thì nó sẽ đảm bảo cho sức khỏe cho chính người trồng cũng như là đảm bảo cho người tiêu dùng. Trong mấy năm qua thì đã được rất nhiều thị trường gần xa Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Minh là biết tới những cái sản phẩm nhãn đồng của gia đình. Khi mà thu hoạch ấy, thì người cũng khách hàng đánh giá là trồng theo tiêu chuẩn Việt Gáp thì cái mẫu quả nó đẹp hơn, chất lượng quả nó ngon hơn, giá nó sẽ cao hơn gấp rưỡi hoặc gấp 2 lần so với nhãn làm theo truyền thống ngày xưa. Mong muốn tiêu thụ nhãn thuận lợi hơn, 3 năm nay, các thành viên hợp tác xã Nhãn Lồng Phương Thượng, xã Phương Triều đã áp dụng trồng chăm sóc theo quy trình Việt Gáp trên 15 hectare nhãn. Thời điểm này, các hộ đang tích cực chăm sóc, bón phân, phun thuốc trừ sâu bệnh, đảm bảo dinh dưỡng cho cây để phát triển quả non, tỷ lệ nhãn đậu quả đạt trên 90%. Hợp tác xã Nhãn Lồng Phương Thượng chúng tôi áp dụng cái Việt Gáp này, chúng tôi kiểm tra chéo lẫn nhau rất là nghiêm ngặt theo đúng cái quy trình về vấn đề chất lượng, an toàn thực phẩm rất là cao. Chính vì vậy mà lại là được khách hàng rất là tin tưởng. Như năm ngoái thì hàng của chúng tôi cũng không có đủ để mà cung cấp cho thị trường của các khách hàng, các cái siêu thị. Thế còn năm nay mặc dù là chưa đến vụ, nhãn còn non, nhưng mà hiện tại là chúng tôi từ đầu năm giờ, từ lúc có hoa là chúng tôi đã tiếp 3-4 đoàn để tiếp tục ký kết lấy nhãn năm nay. Hiện thành phố Hưng Yên có khoảng 700 hectare nhãn đang sản xuất theo quy trình Việt Gáp, trong đó có 250 hectare nhãn đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây là phương thức sản xuất hiện đại, bảo đảm an toàn cho người trồng và người tiêu dùng, qua đó khẳng định thương hiệu của các sản phẩm, tạo thị trường tiêu thụ ổn định. Việc phân loại và xử lý rác thải tại gia đình không chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm khu dân cư mà còn giảm tải khối lượng rác vận chuyển đi xử lý. Nhận thức được việc đó, xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động đã tích cực thực hiện việc phân loại và xử lý rác thải tại gia đình. Trên địa bàn xã có 350 hộ thực hiện mô hình phân loại xử lý rác thải, trong đó có 200 hộ sử dụng thùng, 150 hộ sử dụng nắp hố rác. Hàng ngày, các loại rác thải sinh hoạt trong gia đình được thu gom và phân loại. Rác hữu cơ sẽ cho vào thùng hoặc hố rác đào sẵn. Sau đó, người dân tưới chế phẩm vi sinh EM và đậy nắp. Khoảng 30 ngày sau, rác thải sẽ phân hủy thành phân hữu cơ. Từ nguồn phân hữu cơ thu được, người dân sử dụng để bón cho cây trồng. Hiện mô hình phân loại rác và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, tại xã Nghĩa Dân tiếp tục được chính quyền đoàn thể tuyên truyền khuyến khích bà con nhân dân nhân rộng tại các khu dân cư nhằm giảm thiểu rác thải xả ra môi trường, góp phần làm sạch đẹp khu dân cư. Nhằm đảm bảo áp lực nước đến người dân ở những địa bàn xa nhất trong phân vùng cấp nước, công ty nước sạch Ngọc Tuấn đã triển khai xây dựng trạm bơm tăng áp, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Trạm tăng áp được công ty nước sạch Ngọc Tuấn đặt tại thôn Thuần Xuyên, xã Hưng Long, thị xã Mỹ Hào với công suất 15.000 mét khối một ngày đêm. Công trình được triển khai xây dựng từ tháng 6 năm 2019, gồm các hạng mục chính là bể chứa, trạm bơm, nhà điều hành và trưng bày sản phẩm. Hiện nay công ty đang tiến hành hoàn thiện những khâu cuối cùng của một số hạng mục.
Song song với xây dựng trạm tăng áp, công ty đã triển khai thi công đồng loạt hệ thống tuyến ống truyền tải, phân phối dịch vụ trên địa bàn 7 xã phường của thị xã Mỹ Hào. Nhờ đó, hiện nay đã có gần 4.000 hộ dân của thị xã Mỹ Hào được sử dụng nước sạch của công ty. Kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi bằng công nhận làng nghề tái chế phế liệu Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào. Tuy nhiên, bất chấp quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thì các cơ sở tái chế phế liệu ở đây vẫn ngang nhiên hoạt động. Theo thống kê, hiện làng nghề tái chế phế liệu Phan Bôi có khoảng trên 100 hộ kinh doanh vận chuyển và tái chế nhựa. Trong khi đó, chỉ có khoảng 50% số hộ có giấy phép, còn lại là làm ăn nhỏ lẻ và trung chuyển sản phẩm. Làng nghề nằm ngay trong khu dân cư, việc nước tẩy rửa khi xay nhựa đã xả thải thẳng ra khu dân cư gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Hàng ngày, rác thải nhựa được thu gom từ mọi nơi, chuyển về Phan Bôi để phân loại tái chế. Trong quá trình tái chế nước thải và cặn bã từ quá trình xay rửa phế liệu như bình ắc quy, đồ điện, nhựa đã không qua xử lý mà xả thẳng ra các cống nước tiêu, kênh mương xung quanh. Điều đáng nói, giữa thời điểm dịch COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, chính quyền các địa phương trên địa bàn tỉnh và người dân đang tích cực phòng chống dịch thì tại Phan Bôi, các cơ sở tái chế phế liệu vẫn ngang nhiên hoạt động. Vì cái mưu sinh của các gia đình nên họ cũng chưa tuân thủ theo cái quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cái này chúng tôi chưa làm được vì nó cũng mới đầu là cũng chỉ tuyên truyền nhắc nhở để nhân dân nhận ra được để chuyển đổi nghề, chứ còn chưa xử phạt cái trường hợp nào theo. Trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại khu vực, việc thu hồi bằng công nhận làng nghề tái chế phế liệu là một bước để chấm dứt việc người dân phải sống chung với rác và đưa việc tái chế nhựa ra xa khu dân cư. Tuy vậy, cần có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương để ngăn chặn các cơ sở hoạt động trở lại. Mới đây, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tuyến vú cho một nữ bệnh nhân. Đáng nói là bệnh nhân này đã đi điều trị tại một số phòng khám tư nhân nhưng không đỡ mới đến viện. Bệnh nhân sinh năm 1990, thường trú tại huyện Phù Cừ. Cách đây khoảng 2 tháng, bệnh nhân phát hiện có một u cục ở vú. Sau đó, bệnh nhân đã đi khám tại phòng khám tư và được truyền dịch tiêm kháng sinh. Tuy nhiên, tình trạng khối u không đỡ nên bệnh nhân đã tới Bệnh viện Sản Nhi để khám và điều trị. Các bác sĩ tại bệnh viện xác định bệnh nhân bị u xơ tuyến vú kích thước 3x4cm, cần phải phẫu thuật cắt bỏ. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định. Các bác sĩ khuyến cáo đối với phụ nữ nên thường xuyên khám vú sau mỗi kỳ kinh nguyệt. Khi phát hiện các khối u, cần đến bệnh viện để được khám chữa. U vú nếu không được điều trị kịp thời sẽ dễ dẫn tới ung thư vú, việc điều trị rất khó khăn. Người dân xã Hưng Đạo, huyện Tiên Lữ ai cũng nói về ông Đào Phạm Tĩnh, trạm trưởng trạm y tế xã với nhiều tình cảm yêu mến và quý trọng. Đặc biệt trong dịch COVID-19, ông là người luôn đi đầu và tận tụy hết lòng vì công tác phòng chống dịch. Ông Tĩnh đã có 30 năm công tác tại trạm y tế xã Hưng Đạo, trong đó 10 năm làm trạm trưởng. Suốt những năm qua, ông đem tất cả tâm huyết của mình để phục vụ nhân dân. Nhiều ca bệnh khó được ông xử lý thành công, cấp cứu cho nhiều người bị tai biến mạch máu não, đuối nước qua cơn nguy hiểm. Trong những ngày dịch vừa qua, người dân địa phương càng cảm phục trước sự tận tụy trách nhiệm của ông. Hàng ngày, ông đến từng nhà thăm khám sức khỏe định kỳ cho 28 trường hợp cách ly tại địa phương và vận động 2 trường hợp đi cách ly tại trung tâm y tế huyện. Chị Trần Thị Hải Hà là trường hợp phải cách ly tại nhà, chỉ sống một mình. Hàng ngày ông Tĩnh đều mua thức ăn và đồ dùng sinh hoạt cho chị để yên tâm cách ly 14 ngày theo đúng quy định. Đồng chí Đào Phạm Tĩnh, trạm trưởng trạm y tế xã Hưng Đạo là một trong những đồng chí là rất là năng nổ, nhiệt tình. Đối với các trường hợp mà phải giám sát theo dõi sức khỏe tại nhà thì đồng chí cũng rất là tích cực, đặc biệt là hàng ngày đều xuống giám sát theo dõi sức khỏe, kể cả là cung ứng thực phẩm đối với những người mà đang theo dõi giám sát tại nhà và được Đảng ủy, Ủy ban xã đánh giá rất là cao. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Khuyến cáo về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona của Bộ Y tế. Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona có triệu chứng sớm giống bệnh cúm thông thường như sốt, ho, khó thở. Bệnh lây truyền qua đường hô hấp do tiếp xúc với dịch tiết mũi họng của người mắc bệnh khi nói chuyện, ho hoặc hắt hơi.
bệnh tiến triển nặng sẽ dẫn đến viêm phổi, suy hô hấp, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Hiện nay chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu. Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp sau: giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng và nước sạch, che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, đeo khẩu trang ở nơi công cộng, tập thể dục, ăn chín uống sôi và đủ chất để tăng cường sức khỏe, thường xuyên lau chùi sàn nhà, tay vịn cầu thang, tay nắm cửa, vệ sinh các đồ vật bằng chất tẩy rửa, tăng cường lưu thông không khí trong phòng, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện cúm. Người có các triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh không nên đi du lịch đến nơi đông người. Cần đến ngay cơ sở y tế khi có biểu hiện sốt, ho, khó thở. Bộ Y tế, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.